nay lâu lắm rồi các bạn, lâu lắm rồi tôi không có làm video, tâm trạng tôi nó cũng không có được tốt lắm đó các bạn. Thì hôm nay buồn quá cũng không biết làm gì, nhàn rỗi hả gì, tôi chia sẻ với các bạn là cờ tướng nha các bạn. Giờ người ta giải trí về mặt cờ tướng đi. Đây là môn thể thao trí tuệ các bạn. Thì cái lịch sử cờ tướng này thì nó có cách đây khoảng 1200 năm các bạn. Một khoảng thế kỷ thứ 8 thì người Ấn Độ người ta đã sáng tác ra cái cờ. Cái nguồn gốc đầu tiên của cờ tướng là cờ Chaturanga của Ấn Độ. Thì theo cái đường tơ lụa thì cái người ta giao lưu buôn thương mại rồi buôn bán thì văn hóa nó cũng phát triển theo. Thì cái môn cờ tướng này của môn cờ Chaturanga này của Ấn Độ thì nó bắt đầu nó phát triển sang châu Âu thành cờ vua, và nó sang Trung Quốc như châu Á của mình thì nó trở thành cờ tướng các bạn. Thì như vậy là khi mà đã trở thành cờ tướng thì dân châu Á mình rất là mê, nhất là những cái ông mà nho học ngày xưa, những nhà do những người có trình độ có trí thức ngày xưa, người ta rất là ham muốn cờ tướng. Và đồng thời đó thì cũng người ta cũng sáng tác nhiều cái bài thơ nói về cờ các bạn. Thì tôi là không có tham khảo hết, nhưng mà tôi cũng biết được một số câu, phải không ạ? Một số câu, vì rất là nhiều thi văn thi sĩ của Trung Quốc, của Việt Nam, của Đài Loan, của Singapore đều nói về cờ. Thì nghe tôi nói về cờ thì ở Việt Nam mình có mấy câu thế này, tôi sưu tầm được mấy câu tôi chia sẻ các bạn thế này. Vua Tự Đức đã nói, hồi xưa mà vua Tự Đức với Cao Bá Quát cùng thời đó là, thì hai ông quýnh cờ, có câu đối mà nổi tiếng. Khi mà vô Tự Đức mà quýnh hai con mã mà thoát dòng kèm đỏ của xe rồi đó, thì trong cái thế thắng thì vô Tự Đức nói là lưỡng mã trì khu thiên lý địa. Lưỡng mã tức là hai con mã, trì khu tức là tung hoành đó bạn. Thiên lý địa, thiên lý là dạng dặm, địa đất các bạn, tức là hai con mã tung hoành dạng dặm trên mặt đất. Ý của vua Tự Đức nói là vậy. Thì trong khi đó thì ông Cao Bá Quát ông đáp lại, ông nói là sông xa chi kích cửu trùng đài, tức là hai con xe mà nó tấn công rồi nó chi kích thì nó tới với là tới cửa trời. Cửu trùng đài là chính cửa các bạn, chính cửa cửu trùng thiên, quên nó lộn các bạn. Sông xa chi kích cửu trùng thiên tức là tới cổng trời luôn. Hai câu nổi tiếng của hai câu đối nổi tiếng của Cao Bá Quát và Vua Tự Đức. Bác Hồ mình thì cũng có hai câu các bạn. Bác Hồ mình có hai câu là lỡ nước hai xe đành bỏ phế hết mà, gặp thời thì một tốt cũng thành công. Thì trước khi làm video mà chia sẻ cái cờ tướng này với các bạn thì tôi cũng có bốn câu thơ thất ngôn tứ tiệp, cũng nay cũng mạng phép rồi mới suy nghĩ đêm mà hôm nữa bạn. Rồi giờ chia sẻ với các bạn. Nhàn rỗi đem cờ ra chia sẻ thôi ha. Nhàn rỗi tôi nghĩ nhàn và đem cờ chia sẻ thôi, chia sẻ thôi rất là chia sẻ cho vui vậy, cho không có ý kiến gì nghe bạn. Không phải cờ cao nhưng biết chơi, tôi quýnh cờ cũng không cao lắm các bạn, nhưng mà tôi biết chơi, chơi có nghiên cứu có sáng tạo nghe bạn. Nhiều năm tích lũy ra chiêu mới, tức là tôi có sáng tạo một cái chiêu cờ mà hôm nay là tôi chia sẻ với các bạn. Cái chiêu này thì tôi hồi đó giờ tôi cũng có lên mạng xem, rồi tôi cũng có đi quýnh cờ này nọ, nhưng mà không ai quýnh cờ hết trơn các bạn, không ai quýnh cờ theo cái chiêu của tôi hết trơn các bạn. Thành ra nhiều năm tích lũy rồi ra chiêu mới là vậy. Chúc cả mọi người vui vẻ, chúc cả mọi người tưởng thú vui các bạn. Tức là chúc các bạn là nếu mà có đam mê cờ tướng, quýnh cờ tướng giải trí rồi thì nó vui các bạn. Tôi đọc lại cho các bạn. Nhàn rỗi đem cờ chia sẻ thôi, không phải cờ cao nhưng biết chơi. Nhiều năm tích lũy ra chiêu mới,
chúc cả mọi người hưởng thú vui. Cái nước cờ tôi quýnh cơ bản hết rồi. Nước cờ tôi quýnh cơ bản là như thế này, tức là hai con mã đứng hai bên con tượng và hai con pháo, hai con xe. Đây là nước cờ cơ bản. Nước cờ cơ bản này là tôi chống tất cả các loại cờ. Tôi quýnh cờ thế thủ, cờ này cờ thế thủ, thành ra tôi chống được tất cả các loại cờ, chống phòng ngự, quýnh thế thủ, quýnh phòng ngự mà phản công, và tôi khống chế đối phương trong vòng 11 nước. Quýnh cờ tướng, các bạn biết là cái những nước đi tiên, tức là khi khai cuộc đó, rất là quan trọng. Các bạn chú ý điều đó, khai cuộc rất là quan trọng. Mà muốn khống chế được đối phương thì phải có chiêu thức các bạn. Thì tôi trong quá trình đó thì chơi cờ thì tôi có cái chiêu thức mà hôm nay tôi chia sẻ với các bạn. Tôi biết quýnh cờ hồi tôi học lớp 1 các bạn. Tôi đi theo cậu ba tôi. Cậu ba tôi là người đồng tủ với giáo chủ Phật giáo Hảo. Tôi đi theo. Đi theo cậu ba tôi thì tôi quýnh chưa biết. Nhưng mà thời kỳ đó mình còn nhỏ quá mà ở trong nông thôn nữa. Thành ra không có người chơi. Khi mà tôi ra thành tôi học rồi năm lớp 6 rồi tới lớp 7, lớp 8, lớp 9 gì đó bắt đầu tôi mới chơi cờ. Thì lúc đó chơi cũng hơi đam mê. Tuổi trẻ cũng đam mê. Và khi đi lên học đại học ở Sài Gòn thì có một anh đó là vô địch cờ Việt Nam, người thành phố Hồ Chí Minh. Anh về đảng khái là cũng là ảnh trong cái tuổi đoàn, tuổi thanh niên gì đó, nhà văn hóa thanh niên người ta tổ chức cái buổi cờ hội. Buổi cờ hội mà anh ta thì chấp 10 người. Anh ta đứng giữa các bạn, anh ta đứng giữa chấp 10 cái bàn cờ. Và đặc biệt anh ta quýnh là không suy nghĩ. Bị anh ta là vô địch cờ mà anh ta quýnh nó không suy nghĩ. Anh ta là mời 10 đối thủ vô, mời 10 người biết chơi vô, anh ta chấp một lượt 10 người. Thì tôi rồi tuổi trẻ tôi cũng há thắng. Tôi nhảy vô tôi đăng ký, tôi ngồi bàn số 1 các bạn. Thì giao quýnh trong vòng khoảng 30 hoặc là 40 phút gì đó, tôi không nhớ lắm. Thì tất cả mọi người đều thua. Nhưng mà tôi ở vị trí số 1 mà tôi thua là tôi thua cuối cùng. Các bạn, tức là ảnh quýnh thắng tất cả là 9 người kia rồi ảnh mới quýnh thắng tôi được. Nhưng mà thắng thì do tôi sơ ý thôi, chưa kinh nghiệm thôi. Chứ còn nếu mà ngày xưa mà như bây giờ, mà hồi lúc đó còn quá trẻ mà, 19, 20 tuổi mà, như bây giờ, ảnh khó thắng tôi lắm, cao lắm được cũng quề. Và tôi, cái nước cờ tôi nhớ mãi tới giờ các bạn, giờ thì, đó, nước cờ này bị gì tôi chế ra nên tôi mới nhớ các bạn. Khi đi quýnh giảnh thì tôi cũng sử dụng nước cờ này. Nước cờ này hai mã, các bạn. Tiền pháo hậu xa, tiền pháo hậu xa các bạn, hai mã kè hai bên tượng, chống sĩ tượng một bên, các bạn nhớ cái điều đó, chống sĩ tượng một bên. Cái nước cờ này nè bạn, mà ra quân thế này thường thường thì người ta dễ bị kẹt cờ lắm, người ta không biết cách ra người ta bị dễ kẹt cờ lắm, nhưng mà tôi ra cách này là không có kẹt cờ mà lại khống chế người ta nữa các bạn. Thì tôi chia sẻ cái dáng cờ mấy chục năm về trước các bạn. Cái cờ này nếu mà bây giờ chắc lẽ tôi quýnh có thể được từ hòa đến thắng cái anh vô địch đó. Thì về mặt anh vô địch mà anh đi là anh không có suy nghĩ, lợi bàn cờ là đụng rồi đi, lợi bàn cờ dòm cái đi bị anh chấp 10 người mà. Thì trong đó anh chấp mình thì mình đi tiên các bạn. Thì tôi phóng mã lên, anh ta là lên chốt đè, tôi tiếp tục tôi phóng mã, các bạn, anh ta lên chốt đè, tôi đánh xuống pháo, tôi đánh pháo xuống ngựa, anh ăn xe ra, tôi tiếp tục đánh pháo này xuống ngựa, các bạn, anh ăn xe ra, dạ, ngay từ tôi chia sẻ với các bạn là như vậy, là nước cờ này là các bạn có thấy ai quýnh bao giờ chưa? Tôi nói nó cờ lạ là vậy, tôi không cho là hay lắm, nhưng mà tôi nói nước lạ các bạn. Nước lạ này không có sách vở nào ghi mà cũng không có ai chơi. Bởi vì chơi như thế này là đó, xe 10 pháo 7 ngựa 3 mà tôi ăn thì ăn có 6 à, mà tôi lỗ hết là 14 rồi, mất 14 rồi lỗ 8 phân gà rồi. Thông thường mà ai mà quýnh cờ này thì không biết đánh, đánh là thua. Thua 100% chứ không có nói là cách nào thắng được hết trơn các bạn. Định nó tới hòa các bạn.
Nhưng mà tôi bắt đầu tôi ra xe, ảnh đè xuống rồi, anh đè xuống, anh tấn cái đè xuống, đè xe tôi tiếp tục, tôi ra xem nữa thì anh tiếp tục, anh đè phá xuống các bạn, tới đây đè phá xuống nữa, tôi lên chốt, đưa chốt xuống là anh xuống, anh đè con mã tôi các bạn, tôi phóng lên à, tôi phóng lên các bạn, bắt đây ảnh lúng túng rồi, tới đây là ảnh lúng túng, anh không biết quýnh đường nào, giờ quá anh xuống anh tấn đè, anh đi bắt chốt. Tôi bình tĩnh nha các bạn, bình tĩnh tôi lên mã, lên tường các bạn, lên tường ở đây thì ảnh bắt trước, anh lên tường theo các bạn, anh lên tường nghịch các bạn, để đó tôi cũng tiếp tục, tôi để tôi lên sĩ các bạn, thì ảnh cũng không biết sao, anh không biết sao hết trơn, cả anh cũng lên sĩ, anh lên nghịch tường. Cái là bắt đầu tôi ổ chốt các bạn, tôi ổ chốt à, thì tôi ủi con chốt, tôi ủi chốt này lên các bạn, anh ăn qua, anh ăn qua, tôi ăn chốt lên các bạn, tôi ăn tường lên, anh không biết đường, giờ anh quýnh đường nào, anh ăn vô thì đâu có dám ăn vô, ăn vô rồi tôi quýnh cái này tôi khống chế cái này sao, anh hết cờ đi quá à, cái là anh bắt đầu lúng túng, anh đi chốt các bạn, đi lúng túng anh đi chốt, tôi kéo chốt về à, các bạn à, tôi kéo tượng về à, anh không biết đường nào đi nữa, anh đi chốt nữa các bạn, tôi ủi chốt nữa. À, anh ăn chốt qua, tôi ăn tường lên nữa, cờ tới đây là anh không có còn cờ đi nha các bạn à, hoàn toàn anh không có còn cờ đi nữa, các bạn thấy điều đó không, anh là không có cờ đi nữa, anh lúng túng, anh đi này đi nọ, đi ra tướng đi này nọ, đi ra tướng đi ra vô, tới đây là tôi coi như là cờ tôi khống chế ta được nha các bạn, nó nói là như vậy thôi, cờ mà đi nước như thế này là coi như là hoàn toàn là khống chế, và tôi đi lên ảnh cũng đâu có dám ăn vô đó các bạn, đó nước cờ gì là ảnh cứ đứng ở đây ảnh kèm tôi hoài, đứng thế này là ảnh kèm tôi liên tục, tôi cứ lên đi tướng đi ra đi vô, đi tướng đi ra vô gì hoài ghét quýnh, thì nếu mà giờ chịu ăn thua phải không, chịu ăn thua thì tôi phóng ngựa lên tôi dẫn lời nha các bạn, phóng con ngựa lên thì anh ta ăn con ngựa của tôi phải không, nếu tôi phóng con ngựa này lên thì anh ta ăn con ngựa của tôi, ăn con ngựa của tôi thì tôi dẫn lại con chốt này, bị tôi quýnh ra con này các bạn, ví dụ giờ tôi phóng con mã này lên đi thì anh sang tôi đúng không, anh sang tôi lời con chốt bên này à, các bạn cái thế cờ tàn mà các bạn lời một con chốt là các bạn đã thắng người ta rồi, từ thắng đến về bị thế cờ này là không có thể nào mà ta còn hai xe hai pháo nguyên vẹn được hết trơn á, nó rất là hay là cái chỗ đó các bạn, nếu mà giờ bây giờ tôi không có ấy nữa, giờ tôi buồn quá tôi chọi sĩ à, anh ta cũng không có cờ đi luôn các bạn, anh ta cũng không có cờ đi luôn, thưa các bạn là như vậy á, anh ta không có cờ đi à, giờ thí dụ tôi chọi sĩ gì anh ta cũng đâu có gà đi, anh ta cũng ra tướng vô tướng hả, à. Tôi thảy con mã lên đây tôi bắt con xe, nếu anh ta ăn vô đây à, nếu anh ta ăn vô đây thì tôi ăn lên đây khống chế con này nữa đó, cờ lúc nào tôi cũng lời hết trơn, buộc lòng anh ta phải kéo lên một nước, nghe các bạn, là anh ta kéo lên một nước thì tôi ăn con chốt này đó, tôi lời được con chốt, anh ta không có làm gì được, anh đâu có dám ăn qua bên này, ăn qua bên này thì là cũng về cờ chứ, mà tôi lời được con chốt rồi tôi về ăn đây bắt anh, nếu anh ăn qua đây thì tôi bắt con về đây tôi bắt con này nữa thì tôi bắt xe tôi lời pháo, thì trong cái thế cờ mà các bạn chỉ cần lời một con chốt thôi, các bạn lời một con chốt như thế này là các bạn đã thắng người ta rồi các bạn, đơn giản, rất là đơn giản
coi này không có ảnh, không có cách nào là ảnh quýnh với mình được, ảnh phải phải giữ hoài thôi. Thì quýnh cờ này thì quýnh với người cao cờ, tức là tùy theo bạn thôi, quýnh có thể là từ thắng đến về. Các bạn này là các bạn tự nhiên lời con chốt là bạn cứ đi thoải mái thôi, giờ để gì hoài người ta không dám đi đâu hết trơn, giờ người ta kéo lên, nghe không? Ta kéo lên hai con thì mình xuống pháo, người ta giạt ở đâu, giạt ra giạt vô thì mình cũng ăn thôi. Nha. Ví dụ như người ta giạt vô người ta thí mình đi, phải không? Thì mình cũng ăn xe ta mình thí, nghe không bạn? Đó, giạt vô vô giờ thí tàn qua, nghe rồi. Đây, các bạn lời được con chốt rồi. Người ta ăn chốt này, đây, thì đó là bạn được hai chốt. Đó. Bạn luôn luôn là quýnh thế cờ này là từ thắng đến về, không có cách, không có đường thua. Các bạn, hồi xưa tôi quýnh tới cỡ gì rồi, tôi nghĩ là tôi có từ thắng đến về, mà cái lực giao là quýnh về ảnh là thắng. Vì anh chấp 10 người mà anh chấp cái lực đó về thắng. Nhưng mà lúc đó không biết sao tôi sơ sẩy các bạn, tôi lời một con chốt như thế này mà tôi sơ sẩy. Tôi sơ sẩy cái tôi quýnh như thế nào đó rồi tôi thua. Tôi thua luôn, thua cờ rất là đau luôn, tôi mới nhớ hoài tôi vậy. Cờ tới đây là khống chế người ta, không có cách nào là ở bển là thắng của mình được hết trơn á. Tôi các bạn đi nè, bạn ém chốt nè. Bạn đi tung tăng ngựa. Con pháo này không có làm gì được hết trơn các bạn. Pháo này chỉ về thủ thôi. Trong thế cờ này bạn hoàn toàn là bạn khống chế người ta. Trong một cái thế cờ mà nếu mà người đó là người quýnh hay nha, còn người quýnh dở nữa thì thông thường á, tôi quýnh tôi để ý á, thì người tới cờ tàn rồi thì tôi còn là một xe với một chốt, ở bển người ta còn xe không à, thì thế cờ đó là mình vẫn thắng luôn đó. Các bạn vô cái thế cờ này là bạn tự thắng đến hòa, nhưng mà hồi xưa không biết tôi quýnh sao mà tôi thua các bạn, chứ bây giờ là tôi quýnh là thắng người ta các bạn. Đó, nó là như vậy đó, tức là mình ra cờ mà mình khống chế người ta, mình đồng ý mình bỏ mình khống chế đó, cái nước cờ tôi các bạn vẫn giữ yên nguyên. Thì thưa các bạn, đó là cái nội dung chính của cái thế cờ mà tôi đã nghiên cứu và tôi sáng tạo ra đó các bạn. Tôi chia sẻ với các bạn là gì, cái thế cờ của tôi có thể chống tất cả các loại cờ, các dạng quýnh. Bạn quýnh bình phong mã, quýnh đơn đề mã, quýnh là pháo đầu mã đội qua tâm pháo, tất cả đều là tôi chống được hết nha các bạn. Vì tôi quýnh thế phòng thủ mà, thì tôi chống được hết. Tôi là thí dụ cho bạn xem. Là cái hai con mã với pháo, tiền pháo hậu xa của tôi là gì. Thì bây giờ hồi nãy tôi cũng giới thiệu cho bạn là cái những thế cờ cơ bản mà tôi đã quýnh với các anh vô địch Việt Nam cái thời kỳ năm, có lẽ năm 80-81 gì đó, tôi nhớ mang máng cỡ đó rồi, 40 mấy 50 năm rồi không có nhớ lắm. Nhưng đại khái là cái thế cờ là tôi đang thắng như vậy đó các bạn, nhưng mà tôi quýnh sao không biết, rồi sơ sẩy sao tôi thua. Bây giờ tôi mới nhớ hoài quá. Bây giờ tôi quýnh với cờ với người ta, thường tôi lớn tuổi là một, thứ hai tôi quýnh cờ cũng khá nên tôi chấp. Bây giờ tôi chấp các bạn là đi cờ trước, các bạn đi nước nào tôi cũng quýnh cái chiêu lạ này của tôi, tôi không biết đặt tên nó là gì, thì tôi nghiên cứu đặt tên. Mà các bạn nào mà có gợi ý góp đặt tên cái nước cờ lạ này của tôi thì tôi cảm ơn nhiều. Tôi hoài tôi không biết đặt tên nó là gì hết các bạn. Bây giờ thôi tôi thường thường chấp người ta các bạn, người ta đi pháo đầu tôi cũng lên mã các bạn. Người ta lên mã thì tôi ra xe. Nếu người ta ra xe, thấy không? Thí dụ nếu người ta ra xe thì là tôi đè xuống. Con pháo tôi các bạn, con pháo tôi đi về chỉ có 4 nước thôi các bạn. Nước thứ nhất nằm ở đây rồi. Mình đi nước thứ nhất ở đây là mình chống người ta quýnh qua tượng qua của mình. Nước thứ đây là mình uy hiếp người ta.
nước ở đây là mình cản người ta, mình đè người ta không cho người ta đi. Các bạn trường hợp thì tôi đè xe xuống. Thì anh này anh sẽ bên này tới cả ảnh gì phải không? Anh sẽ chọi lên chốt. Các bạn ở đây tôi cũng lên chốt. Các bạn thấy ra không? Anh thấy gì anh cũng chưa làm gì, bắt đầu anh lên mã. Anh lên mã, tôi vẫn lên mã. Các bạn, nếu anh lên bắt xe, trường hợp này nếu anh lên bắt pháo thì đây mình rút về. Mình rút về thì mình lợi thế là gì? Mình quýnh qua đây mình lên con tường. Các bạn, anh này có tất cả nó cười. Giờ anh nếu ta phóng mã lên. Thấy các bạn, nếu ta phóng mã lên như vậy thì người ta lợi nước, ta lợi thế. Ta ủi chốt người ta lợi thế bạn. Bạn phải đè xuống. Đặng bắt con pháo này, đặng bắt con mã này thì người ta quả hồn ta rút về. Các bạn, ta rút về. Ta rút về thì bạn rút con xe về. Đó, bạn khống chế lại người ta. Người ta không có lên được. Đó các bạn, người ta không có lên được là được rồi, nữa tới đây là khống chế người ta. Đó các bạn, nó là như vậy. Nếu người ta tiếp tục người ta lên ngựa, vẫn ngoan cố lên ngựa đó các bạn. Mình lên pháo, không cho người ta ăn con nào hết chứ. Ăn chốt mình nè, phải không? Nếu mình đuổi qua thì mình lại chốt này. Đó, các bạn, nó cái thế cờ đó, hoàn toàn khống chế. Bây giờ người ta giạt pháo ra, phải không? Ta giạt pháo ra, ta định quýnh ở đây với gì? Đúng không các bạn? Mình xuống một con nữa. Xuống nữa bắt ngựa người ta nữa. Đó các bạn, người ta bắt ngựa người ta nữa. Bắt ngựa người ta nữa, người ta nóng máu quá, người ta bay xuống tan này. Phải không? Ta bay xuống tan, nhưng mà thường thường ít ai mà nóng vậy, hoặc là tủ chốt lên. Nó tùy các bạn, nếu tủ chốt lên thì mình quýnh liền. Thì thông thường như vậy thì bên người ta lại lên tượng. Các bạn, khi người ta lên tượng thì mình cũng lên tượng. Người ta tiếp tục lên sĩ. Phải không các bạn? Mình cũng tiếp tục lên sĩ. Người ta đâu có đi được nước cờ nào, nó đứng cờ gì người ta đâu có đi được đâu các bạn. Nếu gì thì người ta lên sĩ rồi người ta chết với con pháo mình sao, thấy không? Buộc lòng người ta phải ăn xuống rồi các bạn. Người ta ăn xuống. Thấy không? Hoặc là người ta đi xe. Không có cách nào nữa, giờ bạn đang khống chế người ta nè. Trong cái nước cờ này người bạn khống chế. Người ta ăn con này xuống thì bạn ăn qua. Nha, bạn ăn qua. Bạn ăn qua bạn lợi con mã này. Nếu người ta ăn con này xuống, bạn cũng ăn qua. Người ta ăn này bạn lợi mã này tiếp. Rồi các bạn, đó, nó vô cái thế cờ này. Nếu người ta lên sĩ, nếu người ta lên sĩ thì bạn quýnh chiếu, bạn lời con xe. Cờ này bạn khống chế người ta hoàn toàn nha các bạn. Đó. Đó, nước cờ thì giống cái dạng thế bình phong mã các bạn, không chưa. Đầu tiên người ta quýnh pháo đầu rồi giết, người ta chuyển qua bình phong mã, biến tướng mà. Nhưng mà vô đây là người ta vô thế kẹt, người ta không có đường nào đi hết trơn các bạn. Có thể là người ta giặt xe ra. Nó cái cờ nó nói là gì, có thể tới phía anh ta giặt pháo ra thì mình ra xe. Các bạn, anh ta ra xe, người ta tính khống chế cờ mình. Mình cứ để nguyên đó, mình đi chốt bằng thằng. Các bạn, trường hợp phải không? Bây giờ bờ cờ bển không có đi lên con sĩ thì bị quýnh chiếu, lên con chốt này thì bị mình ăn, mà quýnh con này thì bị quýnh con này, mà quýnh đây không được, anh ta không có còn đường cờ đi nữa. Thế thì bắt đầu là anh ta cũng đi xe, cũng có thể ta lên xe, nhưng mà lên gì mất nước thì thông thường các bạn dễ sơ ý lắm. Đem con xe lên đây nè. Thông thường người ta đem con xe lên đây. Đem con xe lên thì bạn kéo con pháo lên mặt dài. Bạn lời thế, bạn khống chế hoàn toàn. Hoàn toàn thế cờ. Cái này người ta đang ở cái thế bình phong mã các bạn. Là mình khống chế người ta toàn bộ. Bây giờ người ta ăn xuống đây cũng không dám. Người ta ăn xuống đây thì mình ăn qua. Ta ăn nữa thì mình lời có một cái con pháo này, không à, nó là như vậy á. Vô cái thế này là người ta không có còn đường để mà người ta lời. Quýnh tới đây á thì
các bạn biết rồi, các bạn biết chơi cờ mà quýnh tới đây các bạn khống chế quýnh 11 nước, 12 nước rồi mà người ta không qua sông được, mà mình đang khống chế cờ gì là cờ mình thắng rồi đó nghe các bạn. Cờ là cờ mình thắng rồi chứ không có cách nào mà không thắng hết chứ. Mà các bạn quýnh mà không thắng hoặc là què gì thì do mình, do cái khả năng cờ của mình giới hạn. Tới đây là không có còn đường nào để người ta đi nữa hết chứ các bạn. Bây giờ chỉ có thể người ta lên sĩ, ta lên sĩ thì mình cứ lên. Nhưng mà miếng đầu chốt lên thì mình bụp liền. Đó các bạn, đó. Có nhiều anh cái nóng quá đi vô đây, đem con ngựa vô đây thì mình tiếp tục mình đem con pháo mình vô đây. À mình khống chế đâu phường. Người ta ủ chốt lên cũng được mà ta đi cái này không được. Mà đi cái thế này là người vô đây là người ta thua rồi. Vô đây mà để đây thì mình nhào qua đây. Là mình lại con ngựa. Các bạn, cờ này là một cờ bạn thắng chắc luôn. Nó mà trong quấn cờ mà sơ sẩy một hai nước nó là như vậy các bạn. Đây tôi giới thiệu bạn thêm một số cái dáng cờ mà hai con mã của tôi các bạn thường gặp. Tôi quấn hoài, tôi thường gặp hoài các bạn. Nước cờ lạ mà tôi để dành mà tôi quấn với các anh du lịch cờ Việt Nam đó thì ít có xài lắm. Tôi khi nào tôi đi tiên mà tôi nhá thử người ta đè hai con chốt tôi thì tôi mới quýnh được, chứ thường thường người ta không đè hai chốt thì tôi quýnh không được các bạn. Cái người hồi nãy là nó đang quýnh pháo đầu, nó chuyển qua bình phong mã các bạn, thì là mình đã khống chế. Bây giờ người ta quýnh pháo quýnh pháo đầu mã đội các bạn. Các bạn chú ý nhớ người ta vô pháo bên nào mình phải lên ngựa bên ấy. Người ta lên ngựa các bạn, mình ra xe. Nó quýnh bình phong mã thì nó sẽ không có ra xe này đâu, nó lên mã này. Các bạn tiếp tục lên con mã này. Ta tiếp tục hủ chốt. Đây. Cái con chốt này là bắt đầu là cái điểm quan trọng. Khi người ta hủ con chốt này, nếu mà bạn lên con sĩ mà cái bên không có pháo, tức là pháo đối pháo thì buộc lòng các bạn phải lên con sĩ bên pháo đối pháo nha các bạn, không có lên con sĩ ngược lại nha. Lên sĩ ngược lại là pháo đầu mới đội nó quýnh bằng chết. Lên con sĩ bên pháo đối pháo đó, lên sĩ các bạn. Thì thông thường là người ta bỏ con mã lên các bạn, mình cũng bỏ con mã, bỏ tự lên tao ủi qua cái mình quýnh các bạn. Nước này thứ 7 thứ 8 gì đó tan này. Mình đem pháo lên mình cản, mình không cho ngựa qua. Các bạn, người ta vô pháo, người ta tiếp tục vô pháo. Đó, người ta tiếp tục vô pháo. Các bạn, tôi đi pháo có 4 nước rồi. Thưa các bạn, tôi đi pháo có 4 nước rồi. Bắt đầu tôi ủi xuống đây, bắt con này. Các bạn, bắt cái này thì người ta thấy bắt gì dấu gì ta được lên chốt nữa, người ta lên mà gì. Đúng không? Tôi vô xe này. Ta ra xe này, tôi đem pháo xuống đây nha các bạn. Rồi tới đây là coi như là tôi đã phá cái thế pháo đầu mã đội của người ta rồi. Con ngựa này không có cách nào chứ, con ngựa này buộc lòng phải đi lên đây. Đi lên đây thì tôi chấn cái con chốt này lên các bạn, nên ta ăn qua người ta thí. Tăng qua ta thí. Thấy không? Tôi không có ăn chốt này, tôi ăn con này chốt này. Nha. Bắt như thế này, ví dụ giờ ta ra giữ, đi giữ thì tôi ăn con này. Các bạn, thường thường như vậy là người ta chạy cho vô. Nên ta giờ, hoặc là ta ra giữ, giờ cách nào mà tôi cũng lợi cho tôi không ăn pháo mà tôi ăn con ngựa, các bạn. Tôi bỏ con pháo để tôi ăn con ngựa, tôi lấy con chốt. Người ta vô ở đây. Ta vô đây được thì mình tiếp tục mình quýnh. Rồi con ngựa buộc lòng người ta phải chạy, thông thường thì nó chạy về đây nè đó. Thông thường nó chạy về đây. Thông thường thì người ta chạy về đó. Các bạn thấy không? Mình cần xe lên. Chứ còn nếu mà ta không có đường chạy, chạy đường nào mình cũng cần xe lên chứ các bạn. Tới đây là người ta đuối rồi. Tới đây là phá cái thế bình phong mã rồi.
của người ta đuối hết trơn rồi. Có ai là thấy không? Liều quá kìa, không biết người ta đi về mà ve về để các bạn chú ý là người ta quấn con pháo này người ta ăn mình chứ tôi xin lỗi nha các bạn, tôi nói lộn. Các bạn phải ve con xe ra một trước để tránh cái nước chiếu mà con mã ăn, tôi nói lộn nha các bạn. Thì bên anh kia cũng lúng túng không có biết đường đi. Bây giờ nếu ảnh gan nó liều mạng mà ảnh đi lên nữa thì mình cũng không ăn, mình cứ để đó, mình lên khống chế đường này. Đường nào cờ nào mình cũng khống chế hết trơn các bạn. À, là tới đây là cờ bên xanh thu rồi đó các bạn. À, chống cái pháo đầu mã đội. Thấy các bạn. À, đó là những cái nước mà người ta thường quánh. Tới đây trong quýnh cờ tướng đó các bạn, bạn bỏ một cái con pháo cái nước cờ tôi quýnh đó, thông thường là tôi quýnh là tôi bỏ con pháo tôi lấy con ngựa với là lời mấy nước hoặc là lời con chốt là tôi bỏ con pháo à, thưa các bạn là vậy. Bây giờ tới cái này nãy pháo đầu nó chuyển vào bình con mã ha các bạn. Bây giờ tới là cái pháo này người ta quýnh cái pháo này pháo gì tôi cũng không biết nữa. Tôi thấy người ta quýnh hoài mà tôi không biết pháo này pháo gì. Thì tôi cũng giới thiệu các bạn mấy cái nước cờ mà nó mình thường dân bình thường hay quýnh đó các bạn. Nha. Đầu tiên là người ta đi con pháo qua đây. Đấy. Có những cái nước cờ người ta đi vậy tôi không biết pháo này gọi là pháo gì. Tôi vẫn lên ngựa nghe các bạn. Ta tiếp tục ta lên ngựa. Tôi dẫn ra pháo. Rồi ra xe các bạn. Ta ra xe người ta khống chế. Ta khống chế thì tôi cờ này đáng lẽ thì tôi phải đè đây nhưng không tôi đè chỗ này. Nếu đè chỗ này để khống chế người ta. Nếu trường hợp người ta ủi chốt lên các bạn. Mình cắt vô. Người ta bay tượng. Nào, lắc vô thì người ta bay tượng hoặc là người ta không hành bay tượng người ta để đó y nguyên nữa mình cũng để nguyên nhưng mà thông thường thì vô nước này thì người ta bay tượng thì bạn quýnh liền là bạn lời cờ đó. Đó, xe đổ xe mà rồi đó, các bạn tiếp tục các bạn là đi con chốt lên người ta ăn về mình đi chốt lên người ta bỏ con mã lên bên này hoặc người ta bỏ mã lên bên này về ra tùy. Không có người ta lên người ta bắt. Người ta có nhiều cách quánh đó. Ta quên bắt rồi bạn không chế tiếp. Các bạn quýnh cờ mà bạn quýnh bằng cờ mà bạn đã vô lời một con chốt mà tiếp tục bằng lời con nữa là bạn ngon rồi. Thấy không? Và không có cách nào. Thí dụ như người ta vô đây. Người ta vô đây các bạn. Người ta vô đây để người ta lên người ta bắt chốt mình thì mình bay tượng. Ta thảy mã lên bắt con này của mình giờ tùy các bạn thôi bạn để thì không nếu bạn để đó thì bạn vô con pháo này bạn khống chế lại còn nếu không nhưng mà thông thường tôi quýnh thì tôi quýnh qua chốt này luôn tôi lại con đó. Tôi, đó các bạn vô mà bạn lời hai con chốt rồi gì là quýnh cờ tàn là bạn ăn người ta rồi có cách nào mà bạn thua được hết chứ đó, các bạn biết quýnh chơi cờ mà bạn đã thắng người ta hai con chốt như thế này rồi là người ta thua chỉ có bạn quýnh sơ sẩy bạn quýnh sao đó rồi mới bị người ta khống chế thôi. Ta ra người ta bắt xe cái gì phải không? Bạn ta bắt xe các bạn, bạn cứ xuống bình thường. Không có gì sợ người ta ủi lên, phải không? Nếu người ta ủi lên nè, tràn qua đấy luôn, không có gì phải sợ. Ta ém xuống, các bạn, người ta ém xuống lên, người ta ém xuống người ta, mình lên sĩ. Tôi các bạn chú ý tôi quýnh cờ tôi lên một bên một nè tôi ra đây người ta bắt cái gì đúng không cờ là thế này người ta ra đây người ta bắt à đúng không bắt là giữ người ta lời chứ gì đúng không mình đâu có cho người ta quýnh lời được nè kéo pháo về bắt chứ bạn mà nãy bạn lên sĩ bên này là bạn thua nó cờ này nè các bạn đó, lên con sĩ một bên một ta buộc lòng ta phải chạy xe rồi buộc lòng ta phải rút xe lên mình lên mã đó, mình khống chế hoàn toàn các bạn đó thế cờ này nếu mà ta lên mã đây mình tiếp tục đè các bạn
người ta lên mã ở đây, mình ăn chốt bên này. Thì thưa các bạn là gì, trong thế cờ mà bạn chỉ cần lời hai con chốt là các bạn đó bạn thắng chắc. Lời một con chốt thì bạn có thể về, còn nếu mà bạn lời hai con chốt thì là bạn đã thắng chắc. Trong cái cờ tướng này các bạn, người ta nói xe 10 pháo 7 ngựa 3. Nhưng mà con pháo với con ngựa thì theo tôi đánh giá thì giá trị nó ngang nhau. Con pháo nó có tác dụng là khi mà quân đối phương còn đông thì con pháo nó mới có tác dụng, nó mới có thể có lợi thế. Nhưng mà khi mà quân đã hết rồi á các bạn, quân đã hết rồi thì con pháo không có lợi thế. Khi mà bạn quýnh mà cờ cờ mà khi nào mà cờ tàn, bạn còn con xe, con pháo, con mã thì bao giờ bạn cũng lợi thế hơn là bạn là người ta còn một con xe, hai con pháo. Bạn chú ý điều đó, phải không? Thì trong khi đó thì bị cờ nó lỏng cờ rồi, quân nó ít rồi, thì con pháo là không có tác dụng được nhiều nữa. Pháo lúc đó chỉ mang chất phòng thủ thôi các bạn, chứ nó không có mang chất tấn công như ban đầu nữa. Mà pháo tôi thì không phải là pháo tấn công, mà pháo tôi quýnh là pháo khống chế các bạn. Tôi thật sự là tôi giờ tôi không biết đặt cái tên nước cờ của tôi là như thế nào nữa. Các bạn mà quýnh cờ đó, các bạn cho ý kiến đặt giùm để có cái tên các bạn. Thì thưa các bạn là vậy đó, là bạn nhớ là nguyên lý quýnh cờ của tôi là như vậy đó các bạn. Đây, thế cờ này các bạn đã đặt tên là gì tôi không biết. Các bạn đặt tên giùm tôi không biết nó nằm ở trong cái gì hết trơn. Tôi có đọc sách của mấy người xưa, người ta viết cái này nọ tùm lum hết trơn. Tôi kiếm tên mà tôi đặt mà tôi không biết tôi đặt nó tên gì được. Đó. Thế cờ tôi là vậy đó các bạn. Mình chia sẻ với các bạn là mà các nãy tôi quýnh tôi quên đếm nước đó các bạn. Khoảng 11 nước là bạn khống chế cờ người ta chứ. Đó là cái cờ gốc, cái cờ căn bản của tôi là như thế này. Đó các bạn, cờ gốc, cờ căn bản là như vậy. Và lúc đó là mình, người ta thì quýnh pháo đầu mã đội, rồi người ta biến tướng qua pháo đơn rề pháo, rồi bình phong mã, người ta quýnh qua pháo này pháo nọ. Tôi quýnh một lớp cờ này tôi biến tướng đủ thứ, nhưng mà đặc biệt con pháo tôi là chỉ đi có là 4 nước, 1, 2, 3, 4 hoặc là thủ nè. Thủ là kéo về một nước là thủ nè. Lên đây một nước là thủ, là hai nước thủ nè. Một nước công và một nước ém quân. À, con pháo tôi đi chỉ có 4 nước thôi các bạn. Tôi quýnh nguyên cái dàn cờ, bàn cờ. Chỉ khi nào cờ tàn thì con pháo tôi là nó mới đi nước khác thôi. Còn cờ khai cuộc để khống chế đối phương thì con pháo tôi chỉ đi có 4 nước nè các bạn. Nhất nếu kéo về đây là khi mình người ta ém xe thì mình kéo về mình phòng thủ, hoặc là con pháo này kéo về phòng thủ là lúc đó là phòng thủ người ta ém xe để người ta quýnh thượng mình. Nghe các bạn, đây thằng pháo thì nước chuẩn nằm đây thì tôi có 4 nước đi, một nước phòng thủ, hai nước phòng thủ, một nước tấn công và ba hai coi như một nước này là đè đối phương chứ không phải là nước tấn công. Nghe các bạn, nó có 4 nước rồi đi pháo vậy. Xe pháo mã, các bạn, cờ tàn là bạn còn xe pháo mã thì bạn bao giờ bạn cũng lợi thế. Mà bạn nếu biết vậy thì các bạn phải tính toán làm sao để quýnh là bạn còn xe pháo mã, chứ đừng có còn một xe hai pháo các bạn. Xe pháo mã một chốt, chỉ cần một xe pháo mã một chốt là lúc đó là bạn đủ sức quýnh thắng người ta. Bạn chỉ lời một con chốt một là bạn thắng người ta rồi. Các bạn. Các bạn đặt tên giùm tôi cái nước cờ lạ này, tôi giờ tôi không biết đặt tên là gì đó. Cờ tôi quýnh mấy chục năm rồi nhưng mà tôi không biết đặt tên nó là gì đó. Nước cờ gốc các bạn, căn bản nó gốc gì chống đỡ tất cả các nước cờ khác. Bạn đi cỡ nào tôi cũng khống chế bạn được hết vậy các bạn. Nó là như vậy á. Tôi thí dụ cho các bạn mấy cái nước rồi, pháo đầu mã đội rồi bình phong mã rồi con pháo giấy gì đó, còn pháo hoa tâm. Người ta thường thường mấy anh mà quýnh pháo hoa tâm đó, người ta quýnh pháo đầu mã đội thì mình dùng pháo mình phá con mã các bạn. Nếu người ta quýnh pháo hoa tâm thì mình cũng dùng pháo phá pháo các bạn. Đó, nếu người ta quýnh pháo hoa tâm thì mình người ta vô pháo đầu cái gì đúng không các bạn, người ta quýnh pháo hoa tâm nè.
tôi sắp có cờ tao quýnh thấu qua tâm cho các bạn. Đây tao quýnh pháo qua tâm, thường thường tao dùng pháo đầu. Bạn cứ lên, cứ theo nguyên tắc là người ta đi con pháo bên nào mình đi ngựa bên ấy. Ta giật xuống nước các bạn. Bạn cứ lên bình thường con ngựa bên này, ta vô con pháo bên đây, phải không? Bạn đem con pháo bằng xuống đây. Ngay là pháo, ta không dám lên mã, thấy không? Ta không dám lên mã hôm nay, ta buộc lòng ta phải lên mã bên này thôi. Không có cách nào giờ lên đây nè, phải không? Bạn ra xe, đừng có quýnh dội. Bạn không cần quýnh dội, người ta tiếp tục ta lên nữa, phải không? Bạn ra tiếp tục ra xe nữa, không cần quýnh dội. Cờ này người, bắt đầu người ta ủ chốt thì chừng nào người ta ủ chốt mình mới quýnh con pháo người ta. Các bạn, hoặc là người ta ra xe thì quýnh con pháo người ta đó, để khống chế người ta thôi chứ không gì đó. Ra xe đi, quýnh đi, khống chế. Bạn đem con không nè, các bạn ví dụ giờ người ta ra xe đi, thấy không, ta để về hoặc người ta quýnh pháo qua mình ăn thì mình khống chế người ta rồi, ta đâu có chịu. Một lòng ta mới qua xe thì mình quýnh pháo vô liền phá. Giờ người ta ăn lên ăn xuống gì cũng được, người ta ăn này các bạn, ăn này thì mình ăn xuống đó, là mình đã lợi thế rồi các bạn đó, thấy không? Tan về, tan về, các bạn là khống chế nè, mình đi con chốt này nè, khống chế con mã của người ta. Các bạn thì người ta có thể đi chốt này, ta khống chế là bạn bắt đầu bạn lên tượng. Các bạn lên nguyên tắc là lên một bên một. À, nếu mà bạn cứ lên chỗ lên đi, trời này là bạn khống chế người ta rồi, ta đâu đường đi nữa đâu. Các bạn, ta bỏ ngựa lên, mình cứ lên sĩ, người ta tiếp bột bỏ ngựa lên nữa, lên pháo, à, thủ. À, quấn cờ lên pháo quấn thủ, hoặc là mình không thủ nữa thì mình lên tượng, lên chốt để thí. Các bạn, cờ này con xe này nó bị mình con pháo mình đè, nó không có đường đi, nó lên đây thì mình khống chế nó đây. Các bạn, nó ra đây vậy, nó ra đây mình cũng khống chế nó đây luôn đó. Đó, tùy theo vị trí mà mình khống chế. Thì hôm nay các bạn lâu quá rồi mình không làm video, mình cũng xin lỗi các bạn đã ủng hộ video cái kênh của mình. Mình tâm trạng không có được tốt, thì hôm nay mình chia sẻ nhân lúc mà nhà hạn thế này, thì mình chia sẻ những cái dáng cờ đây là kinh nghiệm cuộc đời của mình. Có mình lao động, mình có sáng tạo các bạn, mình sáng tạo nhiều thứ các bạn, mình cũng sáng tạo nhiều thứ, trong đó chơi cờ là mình cũng nghĩ ra cách để mà sáng tạo ra nước. Thì nên mình chia sẻ vậy. Các bạn nào mà về mặt cao thủ cờ tướng mà muốn ấy thì góp ý thêm, rồi đặt tên cho cái dáng cờ cái nước cờ lạ này của tôi đi các bạn. Tôi không biết đặt tên thiệt, tôi nói thiệt thưa các bạn là tôi cũng tìm cách để tôi đặt tên cái nước cờ lạ này của tôi lắm mà tôi không biết đường mà tôi đặt đó. Nước cờ nó là luôn luôn nằm ở cái thế này mà không biết đặt tên là như thế nào đó các bạn. Không biết đặt tên, tôi gọi nước cờ lạ là vậy. Tôi không bao giờ có cái vụ mà lên sĩ kiểu này các bạn. Nhưng bạn phải biết cách để mà lên sĩ lên kiểu này là cũng không được cái cờ này nha bạn. Cái cờ tôi đặc biệt các bạn chú ý, cái quan trọng là con sĩ là phải như thế này. Còn nếu mà con sĩ mà bạn như thế này là bạn bị người ta quýnh chết luôn á, người ta khống chế bạn luôn chứ bạn không khống chế người ta được. Các bạn, nước cờ này tôi khống chế tất cả các loại quân cờ. Còn tôi quýnh thì tôi không hay lắm, mà quýnh nhiều khi thua hoài à. Ra quân 10, 11 nước tôi khống chế với hồi cái tôi đảng trí rồi, tôi quýnh vòng rồi cũng thua các bạn. Thì thôi video hết nha các bạn. Những cái đề tài mà tôi hứa với các bạn đó thì để từ từ các bạn. Các bạn trong tâm trạng tôi nó không được tốt. Thôi hết nha các bạn, chia sẻ các bạn vậy cho mình hết. Cảm ơn các bạn theo dõi kênh của mình. Nhớ là đăng ký kênh ủng hộ các bạn. Mình không có bỏ đâu, mình cũng tiếp tục làm đó.